lên nha. Con rò mái lên đó. Đây. Đây, túi sách của bà đây. Đây. Xỏ vô đây nè, bà xỏ vô đây. Đó, đúng rồi. Rồi, đỡ lên. Leo lên đây. Đã có cái nút dài. Rồi, không sao đâu bà ơi. Nó bị sét hư rồi. Sắp trang đâu rồi? Trang bà đâu? Đây, dưới cầm. Cầm đây hả? Rồi, kéo lên. Tưởng nó mắc rồi, quá anh này. Rồi, kéo lên nha. Rồi xuất phát nha. Cái chỗ nào mà bà hay mua áo á, bà nói là mạnh chỗ đó nha. Trên nhà làm chợ. Rồi, bắt đầu đi nha. Đi nha. Làm đi nha. Đây. Gặp bạn bà có vui không? Gặp đồ bạn bà có vui không? Vui. Vui quá luôn. Vui quá cô chú ơi, đó ai cũng nhìn bà hết nè bà ơi. Ai cũng nhìn bà hết luôn. Ngon lành quá. Bữa nay bà sắm mấy bộ? Có mấy bộ, mừng mấy bộ. Mấy bộ, mừng mấy bộ đúng không? Hai bộ màu, hai bộ nâu. Hai bộ già, hai dạ. 30 tháng 4 hả? Con chưa tới gì, con cũng không nhớ nữa. Con biết không nhớ nữa. Rồi quý chủ thấy không? Rồi bữa nay chở bà đi tham quan, đi chợ mua sắm. Quá ngon luôn. Xin gì là trời Phật cho hết á. Là tu sĩ tăng đoàn chuyên ngày làm món cũng chuyên tu hành, say mê tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh thanh lành cao xa, chỉ công gieo giống bồ đề, kiếm người lương thẹn dẫn về Tây Phương, dạy khuyên những kẻ ngỡ ngang, biết câu luật tự tìm đường tứ lân, ở đời có nghĩa có nhân, biết làm tôi Phật gửi thân liên đài, cầu cho mối đạo hoằng khai, cầu có cho tâm họ hưởng ngay thái bình, cương quyết về nó cõi Phật chân thân, kẹo kiếp không cần dài dạng gió sương, Phật đài phưởng pháp mùi hương, cuối đầu đảnh lễ tỷ môn phép màu, từ bi quay lực nhiệm sâu đạo con, thất cho đấu sầu cần ai, Nam Mô Thích Ca Như Lai Ta Bà giáo chủ cuối sinh ngày chứng minh. Hay quá bà ơi. Đến đây lượt tả sạch chân, xin cảm ơn ngộ mặt tình nghe tân. Hay quá. Tiếng kể lời chân quá diệu trầm, việc lòng thanh tình việc tinh thông, trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thường tịnh dục tâm, phải rõ nghiệp duyên trần cấu tạo, cho rằng chánh pháp thất và dâm, mùi đạo diệu chúng dân ai hỏi, nếu tệ thời kỳ rồi thì khó gặp đặng ta, đời này có nhiều quỷ nhiều ma, trời mở cửa có quỷ duyên xuống thế, ta phải ra tay cứu tế vì chúng sanh bệnh khổ quá chừng, rồi đây quỷ dương đi đứng nợ lần cả tên tuổi chúng sanh nó biết. Rồi bây giờ bạn áo ở đâu, bên đây phải không? Rồi. Ok, qua đây mà luôn. Nó cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường, nó biết tên mình, tin không tin thì cũng mặc tình, ta đây có công trình dạy dò. Ở đâu à? Đây phải không? Ok. Thở ấy Thích Ca Phật Tổ ngồi thanh thiền, chúng nó theo gạo hoài cũng không rung động được lòng ngài, nên bảo quán khá đài. Đâu? Đây phải không? Đây này phải không? Chỗ nào? Bán áo không?
Bán giải hả chị? Bà hay mua đồ lam. Bà mua đó đẳng đẳng. Bên đó phải không? Ok. Đây nè, đồ lam đây nè. Ở đây có bán đây. Đó, bà ơi. Rồi cũng tới nơi rồi nha. Rồi bà vô đi bà. Vô lưỡi, vô lưỡi. À, có đem lạc chứ. Đem đồ lam đó cà tê. Đồ lam cà tê. Mà cái vỏ kìa. Ừ. Sống gì á, sống nhất rộng quá à, sống gì. Bà vô bà lựa đi bà. Sống nhỏ nhỏ có bà bận dừa nè. Đồ cà tê nha. Màu xanh với màu nâu. À, mua hai màu đó hả? Ừ. Có hai màu xanh với màu nâu hả? Ừ. Ồ, đi hát cùng đường hết ha. À. Bà đi vô trong luôn đi bà, vô trong cái chỗ. Hát từ nhà tới trường luôn ha. Vô chứ mình mua mình vô thôi. Mua vô vô đi bà, mua đi. Vô hả? Vô đi, vô đi. Bỏ dép ra, bỏ dép. Nó hả? Có hành hả? Bịt khẩu trang lại. Đi vô. Thằng này chở bà Đặng đi mua đồ luôn. À, gà gà nút nghe vậy nè. Gà gà nút cái bọn này giống thả này rồi. Ừ. Bà ơi, khung là mới có nút. Ừ. Khung là mới có nút, còn ca tê thì nó cái kiểu này. Có bà Đặng không? Ừ. Có bà ơi. Có bà Đặng hả? Nay dặn cái đồ. Hết bệnh mà dặn cái đồ. Bà Đặng bây giờ ở đây. Má bị Covid xong nha. Chú này chú đưa đi nha. Mà cũng được hả? Còn cần cái màu nữa không? Còn xanh với màu này nó làm cái màu. Không, 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 không chịu vậy. Không chịu vậy đâu. Mà lấy thun heo, mà lấy thun heo. Chị lấy thun ha. Ừ. Bây giờ thun, thun mới mới có nút. Còn mà cái tê á thì nút kiểu này là cô sợ bà gà không được. Nghe không? Ừ. Bà thích cái nào, bà thích cái nào thì bà lấy. Nút nào cũng được, quan trọng là bà thích cái nào á. Không, mà bà nói nút bà gà không được. Gà không được. Gà nút không được hả? Ừ. Dạ, giờ bà lấy cái mẫu nào? Giờ nút á là chỉ có nút này là bà mới dễ gà không? Không. Giờ giờ bà lấy cái kiểu nào? Giờ bà thích kiểu nào? Bà lấy thun cho bà nha. Thun cái này nè. Bà lấy thun đi, lấy thun đi em. Phan bà nè bà ơi, bà Đặng ơi. Phan bà nè. Dạ. Ai cũng biết bà hết rồi. À, đây là người fan của bà đó, đang theo dõi bà đó. Bà giờ nổi tiếng quá. À, cái đồ này coi, không, đồ này cũng được. Cái bóng bộ này nè. À, cái này là bẩn đi chơi, đồ phấn à. Bẩn đi chùa. Chùa. Nổi tiếng quá, bà Đặng bây giờ nổi tiếng như cồn luôn rồi. Đó, lựa đi, lựa đi. Ừ. À đâu, lựa đi. Cái này bao nhiêu một bộ nha? 106. Bà mặc số mấy vậy bà? Như con coi bà mặc số mấy. Cái nào ôm ốm mà. Cái này số mấy? Cái này số 5 bà ơi. Số 5 rộng hay nhỏ? Nó rộng, còn bà mặc số 4 này đúng không? Đây là cái áo này cô thấy là số 4 đó. Số 4 á. Số 4. À, rồi chắc ngay rồi, màu này chắc ngay rồi. Số 4 hả? Ngay rồi. Ồ, chọn màu đây hả bà? Chắc ngay rồi. Chọn mỗi thứ mỗi màu bà. Hả? Chọn mỗi thứ mỗi màu. Không, này à. Đúng không? Bạn là đi chùa rồi á. À, bà dạ. Chọn mỗi thứ mỗi màu đi. Rồi, bà cứ chọn đi. Lấy màu này trắng không á, lấy nhiều màu đi. Lấy nhiều màu nè. Cô Năm nó to lắm không em? Cho chị coi. Bà ơi, bà lấy bà đổi màu đi. Tại vì này cô thấy nó màu này đẹp nè. Này số 5 nó hơi sơ chút xíu, lấy số này. Cái này được nè.
Dạ. Nó hơi xích tới một xíu thôi à, nó rộng lắm. Thôi số 4 đi cho chắc, bà ốm nhơ mà. Tại vì này nó trùng màu hết chứ bà, rồi mình phải mua cái màu này cho nó đẹp một tí, cho nó ấy chứ. Này nó nghe cũng có rồi đúng không? Này là hả, này nhập cũng có rồi, số 4. Bà có mua đồ bộ không hay là mua đồ đây thôi? Không, đồ này à. Mua đồ lam mà đúng không? Ờ, đồ bộ cũng giống ăn bộ, hai bộ bằng. Nếu mà đồ lam á, thì bà mua 3 bộ đồ lam. Bà mua áo thun này mặc không? Không. 2 bộ đồ bộ. Nè, áo thun này bà mua mặc không? Không. Không ạ. Có đồ người lớn em, đồ em muốn mua đồ dây. Mua đồ dây mặc. Có áo anh chị thắt không? Có áo anh chị thắt không? Áo đồ len. Rồi 3 bộ đó nha. Ừ. Anh này hả? À, đẹp quá. Ở nhà có hai rồi hả? Ở nhà. Tại con thấy cái màu nó giống á, cho nên con muốn mà mình lựa cái màu nào khác cho nó khớp cho nó đẹp hết ạ. Ừ. Lựa đã luôn à. Cái này hả? Thì con này được hả? Cổ số 5 nó không có rộng bao nhiêu đâu. Rộng. Dạ. Đây em thấy là mặc số 4 mà không biết. Em thấy ở sau áo là số 4. Ông này hả? Ông nào khoái lắm chứ? Khoái lắm chứ? Rồi. Quất luôn. Khoái lắm chứ? Cái này 56 một cái hả? Rồi bà khoái cái này đúng không? Ừ. Đẹp nha, không cái này bà mặc vô sang nè. Cái này đẹp nè. Khoái cái này lấy cái này ha. Khoái lắm chứ? Cái đó bà mặc sang á. Cái áo phát này nè bà, áo phát này mặc đẹp lắm nè. Đó. Một cái này nữa nè. Ừ. Đó, để lạnh mặt. Một bộ, hai bộ, ba bộ, cái này là 4 rồi đó. Ừ. Phát đẹp quá. Bà lấy một lấy thêm nó đi. Còn không có dập ra coi hả bà? Cái này số 3. Số 3 vừa. Số 3 ông bảo đi. Số 3 vừa không? Bảo kêu quá. Bà dạ rồi cái kiểu nào thường thường á. Cái này là đồ bộ màu vàng đó cũng không có cái loại mà chị thấy cái giải bà hay mặc giải cho giải cà tơ gì kiểu giống như này vậy để chị vậy thun thường cái này nè kiểu không vậy đó nhỉ. Ừ. Chụp bịch ra bà cầm ra cục bịch màu vàng đâu cầm cho chắc nha. Ừ. Rồi xíu nữa quên nữa nha. Ừ. À, thái dữ rồi, hôm nay thích dữ rồi. Mày thích dữ hả bà? Ừ, thích lắm rồi. Thích lắm rồi. Cái này kiểu nào cũng chịu. Kiểu này cũng trẻ. Giống như của trẻ. Ừ. Cái này cũng nghe mấy người trẻ trẻ ha. Dạ. Cái này số 2 nữa. Băng á. Bộ đồ băng của bà. À, chủ này quá dạ đâu chịu hả? Chủ thường thường đó mà dạ bận ôm nguyên một không. Một sắp luôn rồi cô chú không chịu hả? Không không cổ này không được đâu ôm nguyên một dạ sắp rồi. Luôn bà không chịu cái này ha. Ờ. Bà chịu trơn á. Ờ, chủ thường thường của bà già Thảo đưa tin với Thủy TV nào cũng được có bà trắng hơn ở đây không có ở đây áo bà ba hả bà? Ừ. Đây nè trước mặt kìa áo màu vàng kìa màu vàng bên kia đó đó là bà ba đó để đây đi lỡ tính ha để đây đi để tiền. Đừng có lấy nữa tại nó dúng màu rồi bà ơi. Này dúng màu rồi hả? Tại vì bà lấy mấy bộ rồi đó. Ừ. Già rồi thường thường kiểu bà già rồi bận á. Thường mà có 2 túi rồi, 2 túi
đây rồi đó bà không? Giống ở đây rồi đúng không? Đó. Đó người già đó, áo đó, áo người già hai mặt đó. Con đem ra đây cho rõ nha. Được rồi. Được không bà? Được rồi. Được không, lấy bộ đây nữa nha. Ừ. Nghe động con gãi khỏe. Thôi lấy được đồ bộ đi, lấy được cái này to hơn hả? Đó, to lắm. To quá, to quá, cái đó to quá rồi. To đẹp này bà ơi. Con thấy bà đó cũng đẹp. Sang đó. 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 Sang bộ bà lấy bộ màu đỏ mặc mà ấy. Là có quần ở. Quần đó thể thao. Quần nam. Có đồ nam. Tại bộ cái quần này đấy. Thôi quần đàn ông mà. Trời à, dày quá, quần này dày bận ngon nè. Dày à? Thôi bà thích không? Ừ. Thích mua cái đó cho bà đang đi, bà ở nhà đó mua mua đi. Cái quần này đâu có được, đàn ông mà. Của nam. Dạ, của nam hả? Dạ. Bà già rồi đừng có mặc mấy cái này. Ừ. Đây lại đi. Tại đây con tính tiền rồi, lấy tiền để trả nha. À. Đưa bịch tiền đây. Đưa bịch tiền hồi nãy. Ừ mà nhẹ quá. Con đưa cho bà. Con cho bà. Đây là ba bộ đồ lam ha. Ba bộ đồ lam bao nhiêu một bộ nha? 106 một bộ hả? Bộ đồ lam này là 106 một bộ. Cao phát. Bộ đồ kia đẹp á. Bộ được rồi. Đúng rồi. Bộ được rồi. Cho nó mát ha. Bộ được rồi. Cái này là 106 một bộ, 3 bộ. Cũng như 4 bộ luôn. Cái này cũng 106 cũng như là cái này là 4 bộ nè. 106 ngàn 1 bộ. 640. 640 với 75. 715 ngàn. 715 ngàn hả? Tổng cộng hết là 715 ngàn. Rồi, bà ra cái chiêu trả giá nè. Rồi, bà chiêu ơi, xuất chiêu. Rồi, bà trả giá đi. Bà nói là tính, tính 15 ngàn thôi, bớt 700 đi. Rồi. Bớt 700 đây. Bớt 700 ngàn. Để tiền 15 ngàn đúng không? Để tiền con trả tiền. Cười, cười. Bà nói là đi lên đây bà xuất chiêu bà trả giá. Bà trả giá, sao không nghe bà trả giá gì hết. Ngon lành nha, bữa nay bà đi mua đồ ngon lành quá. Có một bông có mua đầm gì không? Không. Không. Không muốn mua đầm. Không muốn mua đầm à? Ừ, già rồi. Già rồi. Mua váy không? Không mua váy. Không mua váy luôn. Cái này đồ của trẻ không à? Đồ trẻ trẻ bà. Ui, chú thấy không? Giống như đi gom hụi vậy. Yeah, thấy nó lựa bà cái gì nữa kìa. Lấy bà một bộ đồ ở nhà đó nha. Y như đi gom hụi luôn. Bà, ở đây có mấy bộ đồ đẹp nữa nè. Đâu? Lấy cho bà thêm một bộ nữa nha. Đó, đó. Ờ, cái đó sang đó, cái đó sạch đó. Cái này sạch nè. Bà chịu không? Được không? Lấy như một bộ nữa cho bà, cục tay mặc ở nhà cho mát nè. Không thích. Không thích hả? Không thích thôi. Nhiều hoài. Có nhiều không thích hả? Rồi vậy tính tiền cái đó đi. Có mua thêm bộ này đi. Dạ. Mua thêm bộ này để đi hả? Bộ này nhỏ nhỏ dễ bận à. Ok, mua bộ. Ê, cái đó bị dính màu rồi bà ơi. Dạ. Nhưng mà cái này đã cái này bị... ở nhà có 3 bộ rồi. Nếu bà thích thì cô mua cho bà cái bộ màu khác, chứ đừng lấy bộ màu này nữa. Cái này là tổng cộng hết là 715 ngàn. Mà chị chủ thì bớt cho 15 ngàn. Rồi bà đưa tiền. Kêu đưa tiền xong rồi đứng điểm quyệt luôn rồi. Kêu đưa tiền biết là kinh chứ. Bán bộ bà này rẻ rẻ mua bộ này coi. Thôi bà thích cái đó mua bộ đó đi. Nhưng mà số 2, số 2 không mặc vừa. Số 2 nhỏ. Số 4 này nó còn mấy màu.
dùng cái bàn có rồi. Lấy màu đây được không? Màu đây đẹp bạn lấy. Ờ màu lắm. Màu số 1 rồi. Ở số 1 vừa, số 1 vừa lấy cái rộng rồi nè, cái này bạn vừa. Cái vừa không? Con sợ chặt á nha. Không, bà ôm nhơ mà không chặt. Không chặt. Nghĩa là lấy cái đây tiêm một bộ nữa ha. À. Giống như là tùy theo đồ nó để theo size, theo số chứ không phải là lãi đúng không? Bộ má lẻ bà mua số 4 đúng không? À. Là cái đó là cái mẫu đồ khác, còn đây là số 1. Lấy cái kia, lấy bộ kia để ăn mặc rồi hả bạn? Cái này bộ đồ nhỏ nè, bạn vừa nè. Mặc hết luôn chứ không để dành nha. À. Rồi tổng cộng là 860 ngàn. À. Rồi sao bà không trả giá đi? Bà trả giá đi, kêu lấy 60 thôi bớt 800 đi. Bớt ra được không? Cho bớt đi. Dạ, đúng rồi á bà. À. Dạ, cái này là chị Huy nhờ con mua tặng cho bà á nha bà. Dạ dạ. Nói để đi trưa trưa lên là trả giá người ta cho nó ngon mà lên giá thôi. Chị ảnh có chữ ha. Dạ là nhờ con dạ. Mua tặng cho bà. Dạ. Đó. Vi bên Mỹ á bà. Chị Vi bên Mỹ á. Bây giờ chị Vi muốn bà đi cắt tóc cho nó ngắn lại rồi đi gội đầu nữa. À. Rồi. Bắt đầu xong rồi đó cô chú, bây giờ chuẩn bị đưa bà đi cắt tóc gội đầu. À mình đầu khoái dữ à. Cái này cũng như là 6 bộ với một cái áo khoác. À. Có áo ấm rồi ha. Có đầy đủ hết rồi. Rồi. Rồi, vậy bắt đầu đi cắt tóc gội đầu thôi. Áo ấm mở hàng được không? Được. Áo mở hàng nha. À bạn ơi. Bạn áo ấm mở hàng. Mặc áo phát vô phải không? Ngon ngon quá. Để vậy hả? Áo phát màu tím đó, màu tím đó bà. Đúng rồi. Đâu mặc vô ngon lành không? Ngon quá nha. Không cầm vô đâu. Xoay quanh đây nè bà, xoay quanh đây. Bà xoay quanh đây nè. Ngon dữ à. Cái ba lô đây nữa thì giống như đi buôn lúa. Wow, ngon dữ à. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá rồi, có thể ai. Cái này rút cái tay lên, rút tay lên. Cái bóp trong đó kìa. Rút cái tay ra đi bà. Rồi. Đưa cái giỏ con sát nhau rồi mặc vô đi. Cái giỏ đồ ngon quá rồi. Rồi, xỏ vô. Trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho cô quá mừng rồi. Quá à, quá sớm mừng là nhà tài trợ. Rồi, kết thúc video đây. Trong nước và ngoài nước, cảm ơn cô Huy. Cảm ơn cô Huy ở bên này. Dạ. Mừng quá cô Huy ơi, bệnh hai đồ quá nhiều rồi. Dạ, thì qua đây thì chị cũng xin thay mặt bà Đặng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với chị Huy hiện đang sinh sống ở bên Mỹ. À, tao mặc đồ ra cho cô Huy cũng vậy cô coi. Dạ, đó đẹp rồi bà. Rồi mình cũng xin khép cái việc ở đây quý chú. Tại bắt đầu quý chú đón xem tập tiếp theo bà Đặng đi cắt tóc massage. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị những video sau ạ.